Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn ra vườn để xem vườn bên mình đang có những cây gì để có quả rồi nhá. Đây, mình sắp đi đến vườn bên mình rồi này. Ồ, Hiền đang gọi mình xem có cây hồng xiêm đang có quả này. Đó. Cây hồng xiêm có quả nhá. Đây, chào các bạn. Tao chưa nhìn thấy quả đâu mày. Đây là cây hồng xiêm bên mình này. Cây hồng xiêm thì cái tán thì rộng một chút thì bên mình đã bó lại rồi. Thì đây, quả cây hồng xiêm đây nha. Ừ, to phết nhở. Rất là nhiều cây hồng xiêm bên mình đã. Thế là bọn mình đã sắp được ăn rồi các bạn ạ. Phải đợi ra riêng có khi mới được ăn cơ các bạn ạ. Thì cây hồng xiêm bên mình là đang trồng ở dưới đất rồi và đã có quả. Thì nhiều người có hỏi mình là bạn ơi, thế bây giờ nếu mà mình trồng cây hồng xiêm mà mình không có diện tích, mình trồng chậu thì liệu rằng cây có ra quả không? Thì hôm nay là bên mình hiện tại đang trồng vườn nhá, đang có quả đây rồi đấy ạ. Thế để ta nói cho mày một bí mật nhá. Cái chậu hồng xiêm đang trồng chậu kia kìa cũng đã có quả rồi đấy. Mày không tin à? Đi theo tao. Rồi, ra xem nhá. Chị đây là hồng xiêm xoài bên vườn mình đang trồng chậu này Hiền. Cái hồng xiêm xoài này thì trồng chậu và đã có quả rồi nhá, chứ không phải là trồng chậu không có quả đâu. Nhìn cho kỹ vào đây này. Đây, để mình phóng to ra nhá, để mình xem nào. Thấy chưa? Đó. Đang có hoa luôn đây này. Quả đây nè. Đấy. Đó. Nhưng mà nếu mà mày trồng chậu mà muốn có nhiều hoa nhiều quả ấy, thì cần phải bón thêm kali và bón đủ dinh dưỡng cho cây, thì như thế là cây có nhiều dinh dưỡng thì là mới ra hoa nhiều, ra quả nhiều nhá. Chứ đừng tưởng là trồng chậu không có quả đâu. Thế nếu mà trồng hồng xiêm xoài và hồng xiêm truyền thống ấy thì nó khác nhau ở đặc điểm gì? Mày giải thích đi. Đây nhá, hồng xiêm xoài này, mày nghe cái tên thôi là mày đã biết là quả của cái cây này sẽ rất là to như quả xoài rồi nhá. Và một quả của hồng xiêm xoài nó vào khoảng 300 đến 100 gram một quả này. Một cân thì khoảng 3-4 quả thôi là đủ một cân rồi. Còn so với những giống hồng xiêm khác thì khoảng là 6-7 quả một cân ấy. To hơn rất là nhiều. Và vị ngọt của nó cũng rất là đậm đà này, cũng có hương rất là thơm. Ngoài ra thì cái cây hồng xiêm xoài này thì mình có thể cho ra quả quanh năm. Và cho ra quả quanh năm này. Và cái này có thể trồng lâu dài nhá, khoảng 15 năm đấy. Còn những giống hồng xiêm khác thì chỉ vài năm thôi. Thế nhưng mà cây hồng xiêm xoài nếu mà mình mua cây về trồng thì bao lâu ra quả? Cái này là bên mình là đã trồng chậu rồi và nó có quả rồi. Còn nếu mà các bạn mua cây giống thì là bên cây giống vườn mình là bên hàng cây ghép, nên là chỉ khoảng 12 tháng, khoảng 1 năm thôi là đã cho quả rồi. Còn nếu mà các bạn trồng từ hạt thì phải là 2 đến 3 năm thì cây mới cho quả nhá. Đấy là một khác biệt rất lớn ấy. Vậy nếu mà cái hàng cây to này thì nếu mà mình vận chuyển xa có ảnh hưởng gì không? Hoặc là mình có gửi được không? Nếu mà quanh khu vực Hà Nội thì bên mình sẽ vẫn ship cả chậu luôn. Còn nếu mà các bạn ở tỉnh khác mà muốn mua hồng xiêm xoài thì bên mình sẽ được bán cho các bạn cây giống. Như thế là cây sẽ vận chuyển đảm bảo hơn. Tại vì vận chuyển to như thế này là phí cước khá là cao. Nên là bọn mình sẽ tư vấn cho họ mua về cây giống hơn. Thì như thế là giảm được chi phí này và cũng rất là dễ vận chuyển thôi. Thế là nếu mà mình mua cây ấy, mà khi mà mình mua cây sau khi mà mình nhận cây rồi mà mình không biết cách chăm sóc ấy, mình có thể nhờ bên bạn hỗ trợ tư vấn các thứ được không? Cái này thì yên tâm nhé, tại vì bên mình sẽ tư vấn 24/7 cho khách này. Khi nào bọn mình bắt đầu làm việc từ 8 giờ cho đến 17 giờ chiều ấy, nên là khách nhắn tin lúc nào là bọn mình sẽ rep luôn lúc đấy. Tư vấn bên đội tư vấn thì bên mình có ba nhân viên tư vấn rồi, nên là các bạn không cần phải lo là không trả lời hay là thế nào đâu. Và mình tư vấn rất là nhiệt tình luôn. Nhưng mà mình mua cây ấy, thì mình muốn bên bạn có thể ưu đãi hay là tặng thêm cái gì khi mà mình mua cây được không bạn? Nếu mà khách ở gần mà muốn mua cây to như thế này thì bên mình sẽ tặng thêm một cây giống. Hoặc là nếu mà khách mua nhiều cây giống thì mình sẽ tặng thêm một vài cây cho khách cũng được. Hoặc là bên mình cũng sẽ tặng thêm phân bón nữa. Cái này cũng là bên ưu đãi bên mình và bọn mình sẽ gọi là nếu mình mua nhiều thì cũng có thể miễn ship cho khách này. Nếu mà Hiền mà không thắc mắc gì nữa ấy, thì mình xin kết thúc video ở đây nhá. Điện thoại của mình ấy, nếu mà muốn mua cây hay là muốn tư vấn về những cái khác nữa thì là số điện thoại là 0972 917 280. Còn nếu mà các bạn muốn trực tiếp đến vườn xem cây có thật quả hay không, có quả thật hay không, thì các bạn có thể đến vườn trực tiếp.
địa chỉ của vừa là ở ngách 68/45, ngõ 68, đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội nhé. Tạm biệt các bạn.